Giá heo hơi hôm nay, ngày 21 tháng 5, đi ngang tại khu vực miền Bắc và miền Trung, Tây Nguyên. Giá heo hơi hôm nay, ngày 21 tháng 5, đứng yên tại nhiều tỉnh thành. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 đến 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh An Giang với tổng kinh phí dự kiến gần 60 tỷ đồng. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc lạng sóng thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay đứng yên trên diện rộng. Mức giá thấp nhất khu vực là 56.000 đồng mỗi kg, được ghi nhận tại các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cao, Nam Định. Thương lái tỉnh Tuyên Quang vẫn giao dịch ổn định với giá 57.000 đồng mỗi kg. Hưng Yên và Hà Nội tiếp tục neo cao tại ngưỡng 58.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay được ghi nhận trong khoảng 56.000 đến 58.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 56.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 56.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 58.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 56.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 56.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 56.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 56.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 56.000 đồng mỗi kg. Hà Nội là 58.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 56.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 57.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đi ngang. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên hôm nay không ghi nhận thay đổi mới. Hiện tại thương lái tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Lâm Đồng tiếp tục giao dịch với giá cao nhất khu vực là 57.000 đồng mỗi kg. Theo sau đó là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa. Đà Lạt và Bình Thuận đang thu mua với giá 56.000 đồng mỗi kg. Ngoại trừ Hà Tĩnh, các địa phương còn lại đều đang giao dịch ổn định chung mức 55.000 đồng mỗi kg. Thương lái khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang thu mua heo hơi trong khoảng 54.000 đến 57.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 56.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 57.000 đồng mỗi kg. Quảng trị là 57.000 đồng mỗi kg, thừa Thiên Huế là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 55.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 56.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 57.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 56.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 56.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm cao nhất 2.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi khu vực phía Nam điều chỉnh giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg trong ngày hôm nay. Theo đó, thương lái tại Vũng Tàu hiện đang giao dịch heo hơi với giá 55.000 đồng mỗi kg sau khi giảm nhẹ 1.000 đồng mỗi kg, ngang bằng với tỉnh Cần Thơ, thấp nhất khu vực. Sau khi giảm 2.000 đồng mỗi kg, tỉnh An Giang điều chỉnh giá thu mua về mốc 60.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại khu vực miền Nam đang giao động trong khoảng 55.000 đến 60.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 56.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 57.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 56.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 56.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 56.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 55.000 đồng mỗi kg, Long An là 56.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 57.000 đồng mỗi kg. An Giang là 60.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 57.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 55.000 đồng mỗi kg, Tiên Giang là 57.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 57.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 60.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 60.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 57.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 57.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 58.000 đồng mỗi kg. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 đến 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh An Giang với tổng kinh phí dự kiến gần 60 tỷ đồng, theo báo Nông nghiệp Việt Nam. Theo kế hoạch, mục tiêu của An Giang triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 đến 2030, tầm nhìn 2045 đạt mục tiêu về công nghiệp hóa hiện đại hóa, phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi, phân đấu đưa chăn nuôi tỉnh An Giang đạt tầm tiên tiến trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030. Đồng thời nâng cao tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi được sản xuất trong các trang trại, hộ chăn nuôi chuyên nghiệp bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường và đối xử nhân đạo với vật nuôi, nâng cao tỷ trọng sản phẩm chăn nuôi được giết mổ tập trung công nghiệp chế biến, chế biến sâu đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tại khu vực miền Nam. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 54.000 đến 60.000 đồng mỗi kg.